Xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đã đến với bản tin buổi sáng Hôm nay thứ năm ngày 27 tháng 7 năm 2023 Mình phát cảm ơn các bạn rất nhiều Và chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công Thưa các bạn, trên thị trường quốc tế Giá vàng thế giới tăng khá mạnh khi đồng đô la Mỹ suy yếu Và thị trường kỳ vọng rằng Cục thị trữ liên bang Mỹ Fed sẽ dừng chiến dịch tăng lãi suất sau lần tăng này ở trong nước, giá vàng miếng và vàng nhẫn điều chỉnh tăng không đồng nhất ở một số thương hiệu. Do đó, chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới được duy trì tại mức 10 triệu 700 000 đồng một lượng so với giá vàng miếng và 700 000 đồng một lượng so với giá vàng nhẫn bố số 9. Hiện, giá vàng STC niêm yết ở chiều mua phổ biến là quanh mức 66 triệu 600 000 đồng một lượng, chiều bán quanh mức 67 triệu 250 000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 niêm yết ở hai chiều mua bán cao nhất tại 56 triệu 150 000 đồng một lượng và 57 triệu 150 000 đồng một lượng. Cụ thể, vào thời điểm sáng nay, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh niêm yết ở chiều mua vào tại mức 66 triệu 650 000 đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 250 000 đồng một lượng. Tại Hà Nội, giá vàng đang niêm yết ở chiều mua tại mức 66 triệu 600 000 đồng một lượng, còn là chiều bán 67 triệu 220 000 đồng một lượng Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC là 600 000 đồng một lượng Cùng tại thời điểm Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh ở mức 66 triệu 600 000 đồng một lượng và 67 triệu 100 000 đồng một lượng. Tại Hà Nội, hiện nay có mức giá tương tự so với tại thành phố Hồ Chí Minh khi ở chiều mua đứng tại mức 66 triệu 550 000 đồng một lượng và 67 triệu 250 000 đồng một lượng chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji từ 500 cho đến 700 000 đồng một lượng. Vàng SJC tại PNJ niêm yết giá mua vào và bán ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 66 triệu 700 000 đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 200 000 đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 66 triệu 700 000 đồng một lượng và 67 triệu 200 000 đồng một lượng chiều bán. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG là 500 000 đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Bảo Tiến Minh Châu, ở chiều mua đứng tại mức 66 triệu 620 000 đồng một lượng chiều bán 67.200.000 đồng một lượng. Tại مي Hồng STC ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.700.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 67 triệu đồng một lượng. Tại ngân hàng SM Bank, ở chiều mua đang giao dịch tại mức 66.650.000 đồng một lượng, chiều bán 67 050 000 đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bố số 9 vàng nữ trang. Theo đó ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 21 triệu 817 000 đồng một lượng đến 56 triệu 150 000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 23 triệu 817 000 đồng một lượng đến 57 triệu 150 000 đồng một lượng. Tiếp theo, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại thị trường chợ đen. Thưa các bạn, giá vàng tăng khi phép vừa có ngày họp đầu tiên của cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ kéo dài 2 ngày Thị trường đã đặt cược gần 100% vào khả năng Fed công bố quyết định tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm khi kết thúc cuộc họp vào dạng sáng nay 27 tháng 7 theo giờ Việt Nam. Nhà đầu tư muốn biết hơn cả là đánh giá của Fed về tình hình lạm phát và tăng trưởng kinh tế, cũng như triển vọng lãi suất trong thời gian tới. Đồng đô la Mỹ giảm giá so với các đồng tiền chủ chốt trong phiên ngày hôm thứ Tư. Chỉ số đồng đô la Mỹ thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác đã giảm 0,26%, xuống còn 101 điểm, 101,6 điểm của phiên trước đó. Vàng là tài sản không mang lãi suất và được định giá bằng đồng đô la, nên kỳ vọng lãi suất tăng giảm bớt và đồng đô la Mỹ xuống giá là những yếu tố có lợi cho giá vàng. Nhà phân tích cấp cao, ông Edward Moza của Onda cho biết, giá vàng đã rằng co trong phạm vi hẹp trước khi Fed đưa ra quyết định lãi suất. Nhưng đã thực sự lạc quan rằng Fed đã gần hoàn tất việc tăng lãi suất và điều này đang hỗ trợ cho giá vàng. Trước đó ông cho biết thị trường chờ đợi cuộc họp báo của chủ tịch cục dự trữ liên bang Mỹ Fed ông Powell và nếu có tín hiệu Fed muốn nâng lãi suất thêm một lần nữa sau cuộc họp này, đó sẽ là tin xấu đối với giá vàng. Ngoài cuộc họp của Fed, tuần này còn có cuộc họp của ngân hàng trung ương châu Âu ECB kết thúc vào ngày hôm nay thứ năm và cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ kết thúc vào ngày mai thứ sáu. Thị trường kỳ vọng Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB sẽ tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, còn Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ sẽ giữ nguyên chính sách tiền tệ siêu lỏng lẻo. Giá vàng còn được hỗ trợ sau thông tin từ Trung Quốc, nước tiêu thụ nhiều vàng nhất thế giới. Các nhà lãnh đạo cao cấp nhất của nước này đã đưa ra cam kết tăng cường hỗ trợ tăng trưởng kinh tế sau một cuộc họp bộ chính trị. Giới phân tích nhận định, tuyên bố từ Bắc Kinh về việc kích cầu là nhân tố tích cực đối với nhu cầu vàng của người tiêu dùng nước này. Stephen giám đốc danh mục đầu tư của quỹ Flanlin cho rằng, kim loại quý này đang ở vị thế tốt để đẩy lên mức cao kỷ lục khi ngân hàng trung ương Mỹ đang tiến gần hơn đến mức lãi suất cuối cùng. Ông nói thêm rằng, nhu cầu mới của các nhà đầu tư là chìa khóa giúp cho vàng quay trở lại mức cao kỷ lục trên mức 2.000 đô la Mỹ. Ông Lucman Otuluga, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FXTM thì nói rằng Bất cả phép làm gì, các nhà đầu tư sẽ thấy một số biến động đáng kể vào phiên ngày hôm qua thứ tư. Một đột phá vững chắc ở trên 1970 đô la Mỹ có thể sẽ kích hoạt được đẩy lên tới 1985 đô la và 2000 đô la Mỹ một ao. Tuy nhiên, nếu giá giảm trở lại dưới đường trung bình động 50 ngày ở mức 1947 đô la Mỹ Giới đầu cơ giá xuống có thể sẽ nhắm mục tiêu là 1940 và 1932 đô la Mỹ một ao. Thưa các bạn, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi sáng hôm nay, thứ năm, ngày 27 tháng 7 năm 2023 trên kênh của Minh Pháp. Đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp mình phát một like nhé xin trân trọng cảm ơn xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo